Cá ngừ nha bà con, cá ngừ nó rất tốt, nhưng mà nó rất là phổ thông, bán buôn gì ăn uống gì cũng được. Cá ngừ nó làm tốt cho sức khỏe con người, nhưng mà có một số người không ăn được cá ngừ, chứ không phải ai cũng ăn được. Đó là những người có hệ thần kinh nè, tim mạch nè, 5 tuổi trở xuống, 4 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi, 1 tuổi nè. Đó, lớn tuổi từ 70, 80, 100, 200 tuổi cũng không ăn được. Dị ứng, đang mang bầu, đang mang có thai á, hen xỉn, rối loạn tiêu hóa. Đó là những người này không ăn được cá ngừ nha bà con, không ăn được cá ngừ. Đó là những người có bệnh là hệ thần kinh, tim mạch 5 tuổi rơi xuống, 4 tuổi, 3 tuổi, 2, 1. Đó, rồi tuổi lớn 70, 80, 100 tuổi, 200 tuổi là cũng không ăn được cá ngừ. Dị ứng, không ăn được cá ngừ. Đang mang bầu, không ăn, hen suyễn, rối loạn hệ tiêu hóa, không ăn. Cá ngừ nó tốt cho tim mạch, đó, xương khớp, rồi ngăn ngừa ung thư, có nhiều chất đạm. Vitamin D, bút pho, giảm ngứa, sưng đỏ, ăn bình thường như các loại cây khác. Mỗi bữa ăn, một tuần ăn 6 ngày, nghỉ một ngày. Đó là nó tốt vậy nha bà con, nó tốt lắm á. Nhưng mà con dần dùng để ăn cho mình và tốt cho sức khỏe gia đình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào sao chị.